đầy rất là nhiều các thứ mà có thể liên quan đến chính là cái nhân quyền của con người. Đây là nó một sự kiện có thể tạo ra cái tiếng, là tạo ra một cái đòn bẩy để có thể là cho phép được là việc sửa đổi luật. Tại Việt Nam, nhận thức về người LGBTI đang tăng lên. Tôi xin giới thiệu Evan Wilson. Society is changing. Society is getting more used to the fact that there are LGBT people here as there are everywhere in the world. And that a lot of people support fairness, inclusion, and equality.